để góp phần làm thay đổi diện mạo của xã Thiệu Xuân, Thiệu Phú, môi trường trong sạch hơn, đời sống sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao, để góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 18 của xây dựng. Đến nay, đại diện thú huyện Thọ Sơn đã đạt 53 trên 54 chỉ tiêu của chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo thông tin từ Đài truyền hình quốc gia Ai Cập, chuyên gia tài chính Riyad Baha Akim đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vị thủ tướng, trong khi ông Al Maradi có thể sẽ trở thành phó tổng thống. Người phát ngôn tổng thống lâm thời Adil Mansour cho biết đã có sự nhất trí chính trị giữa các đảng về hai đề cử trên và chính phủ sẽ thông báo trong vòng 24 giờ tới. Tuy nhiên, lãnh đạo của đảng bảo thủ Salafi Manour Yunis Makiul cho biết ông cũng phản đối việc lựa chọn chuyên gia tài chính Baha Akim làm thủ tướng, đồng thời cho rằng thủ tướng nên là người có ảnh hưởng chính trị nhất định. Để tránh những chia rẽ chính trị tại Ai Cập ngày càng sâu sắc, bất cứ sự đề cử chính trị nào cũng cần có sự nhất trí chung trước khi công bố chính thức ra phong chúng. Thủ tướng Zimbabwe Mukhlis Mandlantai cùng với các thành viên trong đảng phái của mình đã nhất trí với tòa án hiến pháp Zimbabwe ấn định ngày tổng tuyển cử cả nước vào ngày 31 tháng 1. Trước đó, hôm 4 tháng 7, tòa án hiến pháp Zimbabwe đã chọn ngày 31 tháng 7 để thực hiện cuộc tổng tuyển cử dưới sự chỉ đạo của tổng thống Robert Mugabe. Tuy nhiên, quyết định này đã bị phản đối bởi thủ tướng Zimbabwe Tsvangirai, người được coi là đối thủ hàng đầu của ông Mugabe trong cuộc bầu cử được xem là sẽ kết thúc 4 năm cầm quyền của chính phủ liên minh đương nhiệm. Vì ông Tsvangirai muốn có thêm thời gian, đồng thời yêu cầu tiến hành cải cách trước cuộc bầu cử. Thủ tướng phát biểu, chúng ta đang đối mặt với cuộc bầu cử không có cải cách. Cải cách sẽ giúp đất nước mở ra một kỷ nguyên mới với sự tự do trước khi chúng ta thực hiện cuộc tổng tuyển cử. Theo chính phủ chia sẻ vừa được tại Zimbabwe, tổng thống Mugabe cần sự chấp thuận của thủ tướng mới có thể loan báo ngày bầu cử chính thức. Được biết, ông Mugabe đã cai trị đất nước 33 năm kể từ khi đất nước giành độc lập vào năm 1980. Cơ quan an toàn hàng hải quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra vụ chiếc máy bay Boeing 777 thuộc hãng hàng không ASEAN cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã bốc cháy khi hạ cánh xuống đường băng của San Francisco, khiến khoảng 300 hành khách trên Boeing và tiền rồi. Các viên chức Mỹ cho biết họ đã khôi phục lại thiết bị ghi âm trong buồng lái và dữ liệu của chuyến bay nhằm phục vụ công tác điều tra toàn diện. Dù tai nạn đã làm hai sinh viên từ Trung Quốc thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương, cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ NTSB đã giữ những thiết bị ghi âm được tìm thấy tại hiện trường về phòng điều tra ở Washington. Từ hình ảnh của những máy ghi âm do NTSB cung cấp, không cho thấy các thiết bị này có nhiều hư hại. Theo thông tin ban đầu, một hệ thống hỗ trợ hạ cánh của sân bay không hoạt động hơn xảy ra tai nạn. Theo lãnh đạo NTSB, ít nhất 20 nhân viên điều tra đã đến hiện trường. Máy bay gặp nạn đã bị hư hại nặng bên trong và cơ quan điều tra cần phân tích thêm từ những thông tin thu thập được. NTSB sẽ làm hiện trường vài tuần để tổng hợp tất cả những thông tin. Dự kiến phải mất từ 12 đến 18 tháng để kết thúc công tác điều tra. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 người thiệt mạng và 40 người khác mất tích khi một chiếc xe lửa chở dầu thô phát nổ khi đi ngang thành phố Lac Mégantic thuộc tỉnh Quebec, Canada hôm 6 tháng 7. Sở cảnh sát Canada ban đầu xác nhận một trường hợp tử vong sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Đến chiều chủ nhật ngày 7 tháng 7, cảnh sát tìm thấy thêm hai thi thể tại hiện trường vụ tai nạn. Và đến nay, số người thiệt mạng đã lên đến 5 người. Tuy nhiên, vẫn còn 40 người khác mất tích và hơn 120 lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường để kiểm soát đám cháy, đồng thời sơ tán khoảng 2.000 cư dân sống quanh khu vực tai nạn. Được biết, chiếc xe lửa chở dầu với 70 toa tàu khởi hành từ Bakken ở Bắc Dakota và trượt đường ray dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng trước khi lăn bánh vào thành phố Lac Mégantic, cách Montreal khoảng 250 km về phía đông. Những hướng dẫn về an toàn hạt nhân được cập nhật bổ sung đã chính thức có hiệu lực vào hôm nay tại Nhật Bản. Bốn công ty năng lượng nước này đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội khởi động lại các lò phản ứng khi gửi những hồ sơ đăng ký lên cơ quan pháp quyền hạt nhân. Theo những quy định mới, các cơ quan vận hành nhà máy hạt nhân bắt buộc phải đảm bảo những điều kiện an toàn phòng tránh các tai nạn nghiêm trọng như đã xảy ra ở nhà máy Fukushima Daiichi của công ty điện lực Tokyo vào năm 2015.
Quy định mới cũng yêu cầu các công ty hạt nhân chuẩn bị cơ sở vật chất đối phó với những trận động đất và sóng thần với cường độ mạnh. Tất cả các nhà máy năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản đã bị đóng cửa sau tai nạn tại nhà máy Fukushima và hiện chỉ có một nhà máy được tái vận hành. Công ty điện lực Tokyo đang bị chính quyền quận Niigata phản đối về kế hoạch đăng ký mở lại nhà máy Kashiwazaki Kariwa và mất ít nhất 6 tháng các viên chức cơ quan pháp quyền hạt nhân mới thẩm định xong đơn yêu cầu của một nhà máy. Ngoài ra, muốn hoạt động trở lại, các công ty phải có sự chấp thuận của người dân địa phương. Do mất quá nhiều sức ở bán kết khi phải trải qua những trận đấu căng thẳng mới hạ được Juan Martin Del Potro nên Novak Djokovic đã không có được nền tảng thể lực tốt nhất khi bước vào trận chung kết Wimbledon với Andy Murray. Đối thủ đã từng bị anh đánh bại đến 11 lần trong tổng số 18 lần gặp nhau trước đây. Trong khi đó, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp Andy Murray tiếp tục có màn trình diễn hàng hoa và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 sau 3 giờ 9 phút thi đấu. Điểm số khách sát là 6-4, 7-5 và 6-4. Với chiến thắng này, không những Andy Murray đã bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp, mà nó cũng đã giúp anh trở thành tay vợt quân nhất Anh đầu tiên đăng quang danh hiệu Wimbledon kể từ sau chiếc du lịch của Jack Ferry vào năm 1936. Ở môn đua xe công thức 1, chặng Grand Prix nước Đức trên đường đua Nürburgring, dù chỉ xuất phát thứ hai, nhưng trong một ngày thi đấu hàng qua, nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel đã hoàn thành 60 vòng đua với thành tích tốt nhất 1 giờ 41 phút 14 giây 711. Hai vị trí tiếp theo thuộc về bộ đồ của đội Lotus là tay đua người Phần Lan Kimi Räikkönen và đồng đội Roman Grosjean. Tay đua người Tây Ban Nha Fernando Alonso kết thúc chặng đua trên đất Đức ở vị trí thứ tư dù anh chỉ xuất phát thứ 8. Trong khi đó, tay đua giành pole Lewis Hamilton đã không tận dụng được lợi thế xuất phát đầu tiên để chỉ về đích ở vị trí thứ 5. Như vậy, với chiến thắng